Xin chào các bạn, một sản phẩm xe tải tốt chưa chắc đã phải đến từ một cái thương hiệu nào đấy quá nổi tiếng, mà quan trọng rằng trong một con xe tải nó bao gồm rất nhiều các cái linh phụ kiện lắp ráp vào với nhau, và quan trọng nhất đó chính là các cái linh phụ kiện đó nó phải được đồng bộ từ một nhà sản xuất thì nó mới đảm bảo được, thứ nhất là về cái trạng thái hoạt động nó sẽ cực kỳ tốt, và thứ hai nữa là khi mà đến cùng một nhà sản xuất thì các cái sản phẩm đó nó phối hợp với nhau trơn tru ăn khớp và nó sẽ không tạo ra các cái sai số. Và ở đây thì xe tải D8 đồng vàng này thì cũng là một trong những cái sản phẩm của nhà máy Dongfeng của Trung Quốc. Và sản phẩm này thì được chúng tôi nhập khẩu linh kiện 100%, không pha tạp bất cứ một cái linh kiện nào ở trong nước hoặc là của một các đơn vị nào khác các bác tài nhé. Và các bác tài hoàn toàn có thể đến tận nơi để kiểm chứng trên cái chiếc xe tải này, từ là cầu này, nhíp này, động cơ này, rồi là phần cabin sẽ đều có biểu tượng của Dongfeng. Và đó là lý do vì sao mà sản phẩm này được đánh giá là một trong những sản phẩm xe tải sản xuất xuất xứ từ Trung Quốc nhưng mà có cái chất lượng đồng bộ cực kỳ cao. Và hiện tại giá thành của chiếc xe này thì nó sẽ loanh quanh khoảng độ trên dưới 700 triệu. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó sẽ có nhiều phiên bản thùng, nó đáp ứng được nhiều cái nhu cầu về chở hàng của các bác tài. Nó là một trong những chiếc xe có cái lợi thế nhiều nhất khi đầu tư xe, bởi vì nó chủ động được tất cả mọi mặt, đặc biệt là phần hệ thống thùng. Khi các bác tài mua những cái sản phẩm xe tải 8 tấn khác ấy, thì các bác tài sẽ phải mặc định sử dụng các cái phiên bản thùng của nhà máy đó đã ra hàng loạt rồi. Các bạn sẽ không thể thay đổi kết cấu, và khi các bạn đi thay đổi kết cấu thì các bạn sẽ không đăng kiểm được. Thế nhưng với D8 của đồng vàng thì chúng tôi chỉ mua phiếu chassis và chúng tôi sẽ tự ra phiếu thùng. Thế cho nên là tất cả các cái yêu cầu về chở tải của các bác tài này thì chúng tôi hoàn toàn có thể đáp ứng được. Và điểm mạnh của chiếc xe này thì các bác tài có thể so sánh ví dụ như phần cabin. Hiện tại xe tải 8 tấn thì các bạn rất khó để tìm được một chiếc xe có cái hệ thống giường nằm, hệ thống cabin kép. Và những chiếc xe có giường nằm thì thường thường tải lại cao hơn. Và khi tải cao hơn thì đồng nghĩa với việc là tải cao hơn thì các cái chi phí đầu tư sẽ cao hơn, phí đường bộ, phí cao tốc cao hơn. Và ngoài ra là với cái tải cao hơn đó thì thùng của nó cũng rất là dài. Nên là những bác tài nào có nhu cầu đi vào chợ này hoặc đi những cái cung đường nông thôn, vào cua đổ đèo thì cái thùng dài nó lại không đáp ứng được. Vì thế nên là tải trọng 8 tấn của D8 với thùng dài 6m3 nó rất phù hợp cho các bác tài có thể chạy đa dạng các cung đường. Và như tôi đã nói rồi, chúng tôi chủ động về phần thùng bệ nên ở đây chúng tôi cũng có đầy đủ và đa dạng các phiên bản thùng. Và với các sản phẩm được nhập khẩu linh kiện này thì cái thời gian đầu năm mà chúng tôi nhập khẩu linh kiện và công bố sản phẩm thì do là linh kiện nhập khẩu nên là cái phần giấy tờ nó cũng sẽ về chậm hơn. Và đây mới là thời điểm mà chúng tôi bung cái sản phẩm này ra. Và ngay khi chúng tôi bung sản phẩm này ra thì đã có rất nhiều các cái chiếc xe được đăng ký ra biển và chạy trên toàn quốc rồi. Ví dụ như các khu vực tỉnh thành như kiểu Sơn La này, Điện Biên này, Hà Giang, Tiền Giang này, rồi là Bến Tre, vân vân. Rất là nhiều các chiếc xe đã ra biển rồi. Và hiện tại thì chúng tôi đang có sẵn hai cái phiên bản thùng bạt, với phiên bản thùng bạt là bạt cơ bản với cái tải trọng các bạn có thể mong muốn là đủ tải 8 tấn hoặc là quá tải lên tới 10 tấn. Thì với cái phiên bản thùng này thì nó sẽ chở được tải như vậy và nó sẽ đáp ứng được cái nguồn hàng như vậy. Và tiếp theo đó là phiên bản thùng mà chúng tôi sẽ gia công ở Hưng Yên. Đây là một phiên bản thùng mà sẽ được gia công dày dặn hơn các bác tài nhé. Và một cái điều mà các bạn sẽ phải chấp nhận đó là khi mà chúng tôi gia công thùng dày dặn hơn để cho các bạn có thể chịu tải nhiều hơn, thế nhưng mà tải trọng ở trong hồ sơ nó sẽ bị giảm đi một chút do cái tự trọng của xe tăng lên. Thì với cái phiên bản thùng cao cấp ở đây thì chắc chắn cái thùng này nó có thể chịu tải trọng trên 10 tấn. Cụ thể các bạn có thể chở 12 cho đến 15 tấn với cái cơ bản. Còn khi các bạn có nhu cầu chở trên 15 tấn thì tôi có một cái lưu ý cho các bạn, đó chính là với các D8 đồng vàng này chúng tôi đã trang bị tới 17 lá nhíp 2 tầng rồi. Thế nhưng khi các bạn quá tải lên trên 15 tấn thì các bạn có thể độn thêm từ 1 cho đến 2 lá nhíp để nó đảm bảo được cái sự cõng tải. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ đảm bảo được cái khoảng sáng khung gầm, nó sẽ không bị chạm gầm các bác tài nhá. Đó. Và với phiên bản thùng kín thì hiện tại chúng tôi đang chỉ có duy nhất một phiên bản thùng kín ở đây, đó là phiên bản thùng kín dạng thùng container. Và cái thùng kín này thì nó có thể tích khoang hàng lên tới là khoảng độ 30 khối và nó đáp ứng được đầy đủ các cái nhu cầu. Ví dụ như là độ kín kẽ về mặt hàng. Các bạn chở những cái thùng như thế này thì các bạn cứ yên tâm rằng nó sẽ không bao giờ bị nước vào. Và cái thứ hai nữa là độ về độ chắc chắn. Đó, độ chắc chắn thì với cái vật liệu ở trên thùng này là thép 1 ni 8, nên là nó được dập sóng nữa, rất là cứng. Và nó còn được mở tới 4 cánh, nên là các bạn có thể chở hàng nặng này, các bạn có thể mở được nhiều hướng hơn để các bạn lên xuống hàng rất là dễ. Và đặc biệt rằng với mỗi một cái khổ cửa nó lên tới trên 2m thì các bạn hoàn toàn có thể đút các cái máy nâng hoặc đút các khổ pallet vào rất là vừa vặn các bác tài nhé. Và cuối cùng thì tất cả các sản phẩm mà tôi đang có ở đây thì luôn luôn là sẵn thùng, sẵn hồ sơ rồi. Các bác tài chỉ cần đến đặt cọc khớp xe
Sau đó chúng tôi sẽ lên thùng và ra phiếu trong khoảng độ 7 ngày là chúng ta có thể đi đăng ký đăng kiểm luôn. Và với các cái hình thức trả góp thì hiện tại chúng tôi đang hỗ trợ trả góp với dòng sản phẩm xe tải Đồng Vàng D8 này là chỉ khoảng 200 triệu là các bạn đã có thể nhận xe rồi. Đó, 200 triệu là bao gồm cả chi phí đăng ký đăng kiểm và bảo hiểm thân vỏ cho các bác tài nhé. Và cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn có nhu cầu đầu tư về dòng sản phẩm D8 của Đồng Vàng này, hãy liên hệ với mình sớm để các bạn có một cái giá thành tốt nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào.